Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về quyết đấu cân bằng nhá. Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2023. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Đi ghép cặp một chút xíu nào. Vẫn tiếp tục cho cái mùa số 25 nhé. Lại cấm chọn tiếp rồi. Đấy, cái cấm chọn vui làm đội hình rất là sáng tạo nhé, vì không có chế độ cấm chọn này thì chả biết chơi con gì, nó cấm Mezagat rồi. Giờ mà cấm nó còn Phượng Hoàng thì áp lực quá nhỉ. Đây, cấm DK. Không, cấm mẹ Flash đi, thằng này mình không có cơ hội dùng Flash, cấm sử Flash đi. Chọn ba nhân vật ra đúng không? Để Phượng ra sớm rồi nó cấm mất nhỉ, mà để con khác ra nó cũng cấm nhỉ, khó nhỉ. Chắc là cho con mực ra trước. Mực với lại không phải hy sinh con Phượng ra trước. Mình chỉ sợ nó cấm mất Phượng, sợ mình toi sớm thôi. Còn con nào nữa không nhỉ? Hay cho vua lòng đất đây. Hay cho Sea King. Lấy hơi lăn tăn nhỉ, lấy Sea King đi. Nhưng mình hay bị khóa Sea King lắm. Đấy, khóa con chày hay lấy con này. Sợ người ta chơi con DK này tăng máu nhiều mà con chảy nó hay hồi sinh khó chịu lắm, mình đang nguy cơ mất cả hồi sinh nữa. Thôi khóa con chảy đi. Mà bị khóa si kinh thôi, phải giữ được con này. Nhưng mình đang chơi con DK như vậy là tâm linh là thừa rồi. Bây giờ còn giấu con DK thôi, phải cho con này thôi. Rồi bỏ mẹ, nãy khóa một flash là tự bóp chính mình à. Công nghệ tâm linh thì có rồi, có giác đấu có rồi. Bây giờ toàn vũ trang rồi, vũ trang giới tạo samurai nguyên tử vậy. Nãy hơi tự bóp chính mình nhé. Tại vì các bạn nãy mình khóa flash thì hơi bí cho mình chỗ này. Còn hai con này cố định rồi, lấy thêm một con Gawil đi. Mình thích con đấy cái gì thì toàn nó choáng tí rồi. Nhiều khả năng sẽ khóa vùng đất mình chỉ còn mỗi Gawil với lại Samurai thôi. Nói chung con này có vẻ hơi đuối. Flash thường chứ bỏ qua khóa con Sonic. Nhiều khả năng sẽ khóa vùng đất của mình. Nói chung ở đấy chặn Flash có vẻ hơi sai lầm mình. Kể ra giữ thêm Flash vào sẽ sự đắn đo, ít nhất cũng phải lấy được một con đa và một con tốc ấy. Thôi không sao lỡ rồi. Để cho DK vào cái tanh tốt vào thôi. Nên thực ra bên kia người ta không có tank top à? Không có tank top thì khéo mình lại thắng ấy. Tưởng người ta có tank top mà người ta không có. Thì có Phượng Hoàng DK ở trên đi tank top thì thôi cho lên trên nốt thì chẳng có nào bảo kê cả. Rồi để vậy nhé, mình nghĩ có cơ hội thắng đấy. Các bạn vì các bạn bây giờ người ta lại không có tank top. Mình tưởng người ta có tank top mà người ta không có. Tại vì đang nghĩ là slot cuối người ta để DK đi cùng tank top thôi. Nhưng mà đây nếu mà trường hợp thế này có nuôi hy vọng được. Khởi đầu vào được xuất phát trước rồi. Ok, người ta đầu hàng luôn, con này tưởng thua tính ra lại ngon, các bạn người ta không có tanh tốt. Và giờ đang tiếp trận số 2 nhé. Người ta đầu hàng sớm thì ra trận đấu kết thúc sớm mới đánh tiếp còn chắc còn lâu. Nhưng mà thôi người ta đầu hàng luôn thì tốt quá. Tôi xem tiếp trận số 2 này. Hôm nay đánh trong ngày cuối tuần thì thời gian nó được thêm 30 phút thời gian đánh. Nói chung mùa này đánh ít rồi, mùa này đánh không nhiều nữa. Đấy, trước quay nhiều quá rồi cũng có phát được hết đâu. Sau thôi đánh ít lại tí. Ở đây người ta cấm vầy, chắc mình cấm con mực chắc. Hay giữ lại mực nhỉ. Thôi cấm mực thì dồn sang DK đi. Rồi, nếu cấm mực bây giờ thì phải giấu Roribat, bây giờ giấu Roribat thì hơi khó nhỉ. Thì hãy cho tanh top ra rồi người ta cấm này. Sợ người ta cấm mất tanh top thì thôi để tanh top si kinh ấy. Để chấp nhận đánh đổi thôi, chả biết làm sao rồi. À, không có nào hồi sinh thì mình cũng khiếp ấy. Mà cho ra sợ nó cấm tanh top ấy. Dù gì trước khi ra con mới, con tanh top vẫn là con trong meta mà hiện tại. Này thì... cấm ấm Phượng rồi không nhỉ?
Cấm nước còn hồi sinh, nếu sợ còn hồi sinh hơn là tốc. Bây giờ giấu con đầy đi con này rồi. Bây giờ là mình đã có công nghệ có sẵn rồi này, tâm linh có rồi, đủ hết các hệ đấy. Bây giờ cho thêm con nào dùng thì dùng thôi. Tôi cho Flash ra đi. Ngoài Flash còn có gì không nhỉ? Rắc đấu thì chắc là Gawil tiếp. Cho Samurai đi. Định cho thêm một con tăng máu là tôi nghĩ lại thôi. Khóa con vua lòng đất của địch ấy. Giờ cho nốt DK với con ấy thôi. Mazengat thôi. Cái này hơi khổ tí là không có con tanh tốt thì hơi sợ. Đây cho con này lên trước đi. Vua lòng đất nên để trước hay sau nhỉ? Vua lòng đất cho thẳng Sea King đi. Để Samurai thẳng Sea King đi. Nó chắc để vậy nhé. Cũng hên xui thôi. Để xem thử xem thế nào. Giờ tí lại thế hồi sinh nhưng mà tuy nhiên là cũng không cứng cho lắm. Tốc đi sau là chắc chắn rồi. Và thật là lại nuốt mất một con của mình, khiến nó mới nhả ra. Đốt cháy địch rồi. Cái co này nó lắm máu, nó chém nó không được thấm lắm. Mình giết được một con đầu tiên rồi. Tướng mình vẫn còn full nhưng mà con đã bị con thần lợn nó nuốt rồi. Thì nó sẽ nhả ra rồi. Samurai nguyên tử đang cân nhắc lên Samurai thức tỉnh 2 ấy, để cho nó chém thường nó cũng sẽ chém truy kích luôn đấy, nhưng mà nói chung chúng ta phải cân đối thêm đấy. Chóa được hai con rồi. Megazord được trả lại tự do rồi. Đốt cháy tiếp nào. Giết được thần lợn rồi. Nói chung mình cũng ưu thế phết chứ. Ý chắc là mình chưa chết tướng nào thì đã chết hai tướng rồi. Tất nhiên con chủ lực con tanh tốt vẫn chưa chết, nhưng mà nếu con kia chết văn vãn rồi, Sea King tanh tốt thì vẫn chưa chết. Nhưng mà Sea King thì có vẻ tanh tốt sắp hết máu rồi mà. Cái này mình vẫn có lợi thế hơn nhiều đấy. Cái cơ hội thắng của mình vẫn cao đấy chứ. Tương đối cao đấy, tương đối cao. Ok, người ta đầu hàng luôn đó. Thực ra người ta sắp chết tanh tốt rồi mà. Tiếp tục đến trận số 3 nhé. Đợt này ghép cặp lâu ấy nhỉ, đợt trước ghép nhanh lắm đấy, đợt này ghép chậm quá. Cái này bắt đầu không cho cấm chọn tiếp để dùng team cũ đâu, ba con hay dùng nữa, vẫn lăn tăn vị trí con Flash nhé, nhưng mà nói chung là vẫn tiếc của con vua lòng đất nên là vẫn không cho Flash vào dùng. Tại giờ dùng nó chỉ cách vứt vua lòng đất ra có chỗ cho nó dùng thôi. Bây giờ mình tiếc của mình không 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 nỡ vứt thì mình chấp nhận vậy.
Này mấy con này ở đây cho con tanh tốp lên thẳng đây đi. Con này lên trước đi. Rồi ok đấy. Lại đầu hàng luôn rồi. Sao cái dạo này mình quay video toàn đúng như hộp nó ngắn nhỉ? Tức là mình muốn quay video nó đánh gay cấn một tí mà toàn trúng những ngày người ta bỏ cuộc sớm nữa. Ba trận đầu gần như chả đánh hết trận nó thắng được. Có một cái trận thứ hai là đánh gần hết trận. Còn đa số toàn dừng luôn nhỉ. Hay do dạo này mình ít đánh quá đối thủ mình ghép cũng nhẹ hơn chứ sao ấy. Tại thường người ta hay ghép những người kiểu đồng hạng với nhau hơn là ghép người cách quá xa ấy. Ghép cặp nó hơi bị lâu ấy. Lại chọn ba nhân vật là bình thường, không có cấm chọn. Nhìn team này mình thấy cảm giác mình lại lợi thế. Sợ lại thắng nhanh quá chứ. Lại bỏ cuộc sớm không? Hôm nay có vẻ cái ngày chiến thắng sớm hay sao? Đánh cái này video ngắn quá nhỉ? Có 13 phút mà đã xong bố nó 4 trận rồi sao? Ghép cặp thì lâu, đánh thì nhanh thì toàn dừng cuộc chơi sớm. Đã cấm luôn tanh tốt rồi. Cấm luôn tanh tốt rồi. Thế còn gì để níu giữ nữa không nhỉ? Hay cấm nốt con không, người ta cấm tanh tốt kéo người cấm một bực DK tôi linh tinh mình chắc phải giữ vô đồng đất lấy đam thì bây giờ có hai con tâm linh cơ mà công nghệ có sẵn một con rồi không bây giờ giữ con nào nếu mình giữ vô đồng đất đi cùng con này sẽ có luôn hệ vũ trang đi cùng với ấy rồi thế cho luôn flash vào cho ngầu nhá hay cho si kinh vào mà đang hơi yếu ấy nhỉ. Thôi kệ cứ cho si kinh đi. Chắc nhiều khả năng là cấm si kinh. Mình lấy hồi sinh nhiều. Kệ sứ đi. Bao nhiêu trận mình đánh có si kinh đâu. À đây người ta cũng sẽ cấm kiểu đấy này. Đấy, chắc mình cấm con Menzagat đi. Thì nếu người ta dùng con DK thì Menzagat hỗ trợ máu nhiều hơn là con Phượng. Khi người ta cấm si kinh của mình rồi. Mình chơi hai hồi sinh rồi. Có đam rồi. Tốc. Bây giờ có này. Bây giờ bắt buộc cũng phải có tí giác đấu nhỉ. Tại vì đang có công nghệ rồi, vũ trang rồi. Tâm linh rồi thiếu giác đấu phải cho thêm giác đấu vào. Bây giờ chơi con này với lại thêm một con ba lỗ ăn chay để nó kích máu nữa. Chắc là đang cấm con flash của mình chứ. Thì thường nó sẽ cấm tốc. Thì nó khả năng gây choáng với khả năng búp máu lên. Đấy chắc mình chặn con này búp máu. Đấy thì đoán được rồi mà nhưng mà nói chung cũng vẫn phải chấp nhận vậy. Nó cho nó hai con kia vào thôi. Bây giờ thì xem nào. Chắc là để con DK lên trước đi. Thế chắc để vậy đó, tấn công đi.
Hy vọng có trận đấu đầy đủ một tí xíu. Tại trận này rủi ro mình cũng có mà. Đánh thì cứ tương 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 đối thôi. Chỉ sợ chết con ba lỗ ăn chay nhiều thôi, vì con ba lỗ ăn chay con hồi sinh nó hơi vô dụng ấy. Còn những cái con như Gawiu vô lòng đất hay là DK hồi sinh đều có tác dụng gì đó. Hy vọng máu nhiều nó không chết quá sớm. Còn trọng tâm là vô lòng đất đốt cháy địch thôi. Và Gawiu quáng choáng được khoảng tầm 2-3 con gì đấy. Nếu mà để con Mezzagat mà có 5 sao anh tinh nghĩ là nó sẽ miễn dịch được choáng ấy. Nhưng mà nếu chưa 5 sao thì vẫn choáng bình thường thôi. À quay mà mình cấm Mezzagat được ở đâu không? Để không có Mezzagat thì sẽ bị choáng. Quan trọng có nộ được không thôi. Còn nộ được là sẽ choáng được. Đốt cháy chứ mà đốt cháy đã. Thiêu đốt hết không? Dính cả 6 không? Dính 5. Swap mất con Boros. Này choáng là rất là tốt này. Choáng tiếp rồi. Tin thì hồi sinh rất nhiều, cố lên nữa. Chỉ sợ vào nó ăn chay nó chết sớm ấy. Đấy con mình không muốn hồi sinh nhé. Trận này có lẽ sẽ dài đấy, vì đội hình nó cũng chưa vẫn khá là cân đối. Nhưng cảm giác mình hơi bất lợi đấy, bắt đầu thấy mất máu rồi đấy. Vẫn hy vọng ở vô lòng đất là chính thôi. Bên kia người ta đánh thủ công đấy. Đang tính cái thời gian đếm ngược. Đốt cháy tiếp là phải này dính hết cả 6 nào. Một cái đốt cháy hết cả 6 rồi đấy. Mình chết mất 2 con rồi. Bây giờ hồi sinh con ba lỗ không hồi sinh con Mezzagat rồi. Đầu phộng quá chứ. Một phát này có nguy cơ thua rồi. Thôi chết hết 2 con hồi sinh rồi. Thôi phát này vỡ trận rồi. Tại vô lòng đất mình có một chấm xíu máu tím đấy kia thì không chủ rồi. Tầm này sang turn 3 là hết bị choáng rồi. Đây Mezzagat đã trở lại đây. Cứ tưởng nó chết hẳn rồi. Mình nghe chuyện có vẻ cũng không sống được lâu. Bị đập mất máu nhanh lắm. Lại bị gấp mất đấy chứ. Hình
Rồi cái này hết hết hy vọng rồi. Giờ nhả con mẹ ra gác ra cũng chả giải quyết được vấn đề gì ấy. Này thua tuyệt đối rồi nhé. Rồi ok, đánh đến trận cuối cùng, trận số 6 nhá. Đến trận số 6 nào. Cái này gặp bạn này tiếp à? Cái này có nên đổi gió tí không nhỉ? Giờ hôm nay chuyển sang cấm DK đi. Thì nói chung là tinh thần chung đến vứt hai con hồi sinh ra thôi. Cho nước cả flash ra xem họ cấm con nào. Giờ chơi mực thì ta chỉ cần chủ yếu là cần vũ trang thôi mà. Thật ra nãy đánh một con đã đéo chết được rồi, cái này cũng khó nhỉ. Đây, cấm flash đi. Giờ chắc là mình chơi con mực thôi. Chơi con mực thì bây giờ tâm linh là đủ rồi. Giờ chắc là giấu lại con Sea King ở vua lòng đất thì vẫn thích giấu vua lòng đất hơn là con Sea King ấy. Mặc dù cảm giác có Sea King mới kích vua lòng đất mới dễ. Kệ cái giấu của con đi. Giờ chơi sang cái con này. Cho tí Samurai xem. Hiện tại giờ tâm linh đủ rồi mà thiếu giác đấu. Thì phải cho ba giác đấu cơ, nếu cho Samurai vào không đủ giác đấu. Hay là giấu Sea King cho vua lòng đất ra đi. Thôi đổi đổi gió tí rồi này, đổi đi cho vô lòng đất ra đi. Ôi chết, nhanh 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 nhanh. Ôi chết, bỏ không kịp rồi. Ôi chỉ ấn nhầm mẹ rồi. Cuống quá, ấn nhầm. Thôi lấy bừa con vậy. Này ấn bị sai nha, sai mẹ nguyên tắc rồi. Có đúng không nhỉ? Đúng hay sai nhỉ? Sai rồi. Như vậy thì giờ bắt buộc bây giờ con này thiếu thiếu co rồi, đậu phộng chứ. Con này thiếu co, con này ấn cuống quá không để ý thời gian nữa. Giờ thì chữa cháy thì chắc là sang có bom. Xong bom mới đi cùng con công nghệ cái này ấy ấy bị sai nhé, chơi về chơi chữa cháy thôi chứ còn thực ra là bản chất là sai co rồi. Đúng ra đấy mình phải chơi con mực cơ, nhưng mà bây giờ mình lỡ sai rồi chịu vậy thôi, cái này chắc là thua thôi, chắc chả thắng được đâu đấy, để tạm như vậy nhé. Cái này chắc là thua sớm nữa, để đúng ra phải dùng con mực kia, dùng con bom đánh hết chó được. Đấy cuống quá, bị đấy bị lưỡng lự. Phát này gần như là thua 99% là mình thua rồi. Tại là trước đánh thì có một hồi sinh thì đã chết nhã rồi, bây giờ thì có hai hồi sinh thì thắng thế nào được. Cái con pet của con đồng đế này vô dụng trước mấy cái con này. Cái con pet của con tanh tốt kia. Người ta cấm tanh tốt mất rồi thì cũng khó. Nói chung là xác định kết quả này thua sớm rồi, xem nốt cho trọn vẹn thôi. Còn nói chung là sẽ thua thôi. Này thì mình sẽ mất rất nhiều hồi sinh một con bom. Để con bom nó yếu mà, nó sẽ chết sớm. Đốt cháy thì dính rất nhiều đấy, nhưng mà thực ra hồi sinh họ đông quá sợ.
Trông thì cảm giác mình cũng ưu thế không, nhưng mà thực ra mình đang thua hồi sinh rất nhiều. Thế trông cũng chả ưu thế đâu. Cũng sẽ lại dụng sớm thôi. Con pet của con đồng đế đấm vào mấy cái siêu bất khuất thì như không, vẫn là một máu thôi. Thì hy vọng ở vua đồng đất tôi, liệu Flash giúp vua đồng đất sống được đủ lâu để có thể đốt cháy chết địch không? Đam thì đốt cháy rất là to, nhưng mà sợ cái địch cứ hồi sinh nhiều, sợ không giết kịp. Tiếp tục đốt cháy tiếp nào. Liệu có phép màu nào xảy ra không? Giết được tương đối nhiều con đấy, nhưng mà tí nữa lại hồi sinh lên một đống ấy mà. Nó có áp lực lắm. Con này thì tiện cho con samurai chém thêm thì nó vào siêu bất khuất nhiều. Đây con vua đồng đất nó đánh đốt cháy thì gần như địch sẽ hết máu vào siêu bất khuất mà. Thì chém vào siêu bất khuất rồi samurai chém tiếp nhiều. Nhiều có nhây nổi không? Châu vẫn áp lực lắm. Còn thực sự là đam rất to, đam mình thì to lắm. Tính ra con samurai sống chịu cũng kinh phết nhỉ. Nó sống từ đầu bây giờ sao như chưa phải hồi sinh phát nào đâu. Toàn bom với đồng đế chết thôi. Ô, thắng à? Vãi rồi. mình đang lo thua mà thế đéo lại thắng nhỉ. Thế thì ra những lúc mình nghĩ mình thua mình hay thắng nhỉ? Lúc mình nghĩ mình thắng chắc rồi toàn thua. Thôi không sao, thắng thì càng sướng, thắng được 5 trận. Rồi mình kết thúc video ở đây nhé. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn thôi thì thắng thì tốt quá rồi, mình kết thúc video ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé.